Kính thưa quý vị, một người đàn ông bơi cùng cá mập khổng lồ ở Florida. Vào dịp cuối tuần trước, một người đàn ông tên là Jamie Boswick đã bắt gặp một con cá mập, loài cá lớn nhất trên thế giới, khi đang dạo bằng tàu cùng một số bạn bè của mình. Với mong muốn được một lần bơi cùng cá mập, Jamie đã nhảy xuống nước và bám vào vây của con cá. Cá mập voi là một loài cá mập lành tính, chỉ ăn phù du và không làm hại đến con người. Tuy nhiên, theo chuyên gia về vật sinh biển, Hop Hoiter cho biết, cá mập voi là loài được bảo vệ, do đó các hành vi bắt trộm, trêu chọc hoặc tấn công cá mập đều bị coi là phạm pháp. Theo Jamie cho biết, con cá mập đã có thể bỏ chạy khi bị làm phiền, tuy nhiên thay vào đó, nó lại cảm thấy hứng thú khi gặp gỡ con người và bơi cùng với họ trong suốt 20 phút đồng hồ.